Rồi, trên xe cũng giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì tiếp theo hôm nay là lên sóng một con quay xương cá giá rẻ luôn cho anh em ha, giá rẻ nha. Thì con này là 2007 ha, 11 năm, 2007 11 năm. Cực kỳ mềm anh em ha, máy móc zin, dàn chân dàn áo nói chung là cũng ok, tạm ổn. Thì anh em đang có nhu cầu mà muốn mua xương cá thì có thể liên hệ ha. Thì anh em hiện tại đang có mấy con anh em ơi. Có màu xanh, màu bạc ha, màu xanh, màu bạc. Thì anh em có thể liên hệ nhé, anh em có thể liên hệ thì để lấy xe về ha. Thì 11 năm. 11 năm nhé, giá còn thương lượng. Giá còn thương lượng nhẹ anh em nhé. Giá còn thương lượng nhẹ nên là anh em yên tâm. Giá cả là rất là mềm, thực sự giá cả rất là mềm nhé. Quan trọng là anh em ưng cái mẫu này không thôi. Con này thì nói chung là áo jean tem jean anh em nhé, áo jean tem jean. Đằng sau này áo jean tem jean này. Đấy thì nói chung là quay đến đâu chi tiết đến đâu thì em có sẽ chỉ những chi tiết nha. Ví dụ có lai tạp hay là có vấn đề gì thì em sẽ chia sẻ lên với anh em. Bô bọng là nguyên hết nha, bô bọng là nguyên hết. Đó, dàn chân lốc là không si dập. Đó, tình trạng nó là như thế. Máy nó móc là máy móc jean. Máy móc là máy móc zin nên là nổ rất là êm. Đó thì anh em coi video thì nhớ cho em xin lượt like lượt đăng ký nha anh em. Đó, nhớ cho em xin lượt like lượt đăng ký. Rất là cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi kênh nha. Đó, 11 năm đấy rất là mềm nha. Giá này thì còn thương lượng nhẹ anh em. Giá này còn thương lượng nhẹ. Giảm giá rồi anh em nhé. Giảm giá rồi. Đây, xin xăng bình đồ còn nguyên hết rất là đẹp. Đó, máy móc đầu nòng là còn sắt cạnh nha, không dấu chạm khóa. Thì anh em yên tâm, máy móc là nói chung là con nào là có vấn đề gì em sẽ báo hết lên trên video anh em nhé. Anh em yên tâm. Rồi, dàn chân này, dàn chân này thì dàn chân trước thì có xi dặm này. Đó, ví dụ hai cái phục hai bên thì là cái này phục, bên này có dặm này. Bên này cũng vậy nhá, bên này cũng có dặm. Đó. Còn căm đùng niềng á thì đâu rồi, căm đùng niềng thì goxi nhá mọi người. Căm đùng niềng thì goxi, căm nhỏ này. Căm này căm nhỏ nhá, căm nhỏ. Căm đùng niềng thì goxi, dàn chân thì có dặm. Rồi, dè này là có tút lại rồi anh em này. Cái dè này có tút lại rồi. Phần nào mà có tút cái gì đó thì ví dụ là nó rất là sáng anh em ạ, nó rất là sáng và bóng và đẹp. Đó thì em nhìn nếu mà ok em nhận ra được thì em sẽ chia sẻ lên với anh chị em. Còn cái phần nào mà ví dụ như em không biết thì em sẽ không nói đến ha. Đó. Tem này tem nhắn lại luôn nhá. Đó, còn cái đằng kia này thì còn nguyên này. Trên có đèn đồ các thứ còn nguyên này, chứ còn cái phía hai bên này dặm lại này. Đó, dặm lại này. Đó, nhìn nó chỗ liền anh em. Nhìn thì nó chỗi liền đó, thì khi mà anh em coi xe thì chắc chắn là anh em sẽ nhìn ra ha. Thì tình trạng nó như thế nào thì em chia sẻ như vậy thôi anh em, tình trạng như thế nào thì chia sẻ như vậy thôi, tại vì buôn bán mà thực tế mà anh em. Đó, quay video lên là quay video quay thực tế, nói thực tế luôn chứ không có phải là giấu giếm hay là cái gì hết, cũng không có phải là inbox giá hay cả hay là inbox tình trạng xe hay như thế nào đó. Có sao là trong video nói hết, anh em mà thiện chí mua xe thiện chí có nhu cầu coi xe là chắc chắn với anh em là anh em coi kiếm video là anh em cảm nhận được hết đó. Cái gì mà có gì là em sẽ nói hết cái đó. Rồi bên này là dặm lại luôn này. Áo bên này là sơn lại hay là dặm lại luôn rồi này. Áo này đánh bát rồi anh em, bên này đánh bát lại thôi. Tem này tâm dán lại này, nhưng mà áo này áo đánh bát thôi, tại vì nó chảy trước, nó dăm như này nó còn nguyên này. Đó, cái kiểu này là chỉ là đánh bát lại thôi. Đó. Rồi, cặp te này cũng nguyên này, không có dăm đâu. Bán đồ để chân thì mấy cái này chi tiết này thì nó bình thường nó là anh em ơi. Lốc này thì cái dăm rồi này, lốc này bóng loáng, dăm này. Lốc này có dăm nhá. Đấy, còn ví dụ như mấy cái bán để chân này thì nó không có gì đâu hư anh em ạ, không có hư gì hết luôn á. nó hư à, xài nhiều thì nó mòn cái này thôi đó. Mà cái này thực tế mà anh em không nói anh em biết. Để căm đùng niềng thì oxy đó, khi mà quay chia sẻ máy móc lên cho anh em á, quay về chiếc xe nói chung đa số tập trung vào máy nhiều anh em ha, máy với dàn chân đó. Dàn chân mỗi người có thay hay là có gì căm đùng niềng nó có thay gì á thì báo lên cho anh em để thế thôi đó. Còn dàn áo này thì nói chung là nó cũng có xi có dặm rồi, nó cũng có tút rồi đó, chày trụ thì cũng có đánh bát đó, là cái đấy là cái thẳng ha. Em cũng không có giấu gì hết á, nói chung là đa số cửa hàng làm xe đồng cổ thì cũng phải dọn này kia tỉa lại nó sạch sẽ cho nó gọn gàng, giao cho anh em chiếc xe nó hoàn hảo hoàn chỉnh, chứ không phải là có sao giao vậy thì nhiều con nó mộc thì nó đẹp thì nó lại khác, còn nhiều con thì nó xấu như vậy này. Đó, tình trạng thì như thế anh em ha. 11 năm nói chung là một chạm là nổ thôi, con này 2007 11 năm. Thì anh em
em coi giúp em ha, anh em coi giúp em thiện chí, nếu anh em nào chỉ mua là xem là xem kỹ video là ok à, là ra hết hình chiếc xe đây nè tổng thể, với cái mức giá như vậy thì anh em cảm thấy ok được thì là liên hệ thôi. Còn anh em muốn kiếm xe đẹp ok có hết anh em à, mà giá nó hơi chát, tại vì bây giờ thực tế mà nói bây giờ nó xe cổ buôn bán nó cũng chậm anh em, nên là nhiều khi nhập những con mà thực sự mà nó chất về thì nó khó tiếp cận, đây là chỉ có nhập về ví dụ bình dân thôi thì chia sẻ lên này, nhiều khi thì anh em ủng hộ thì nó còn dễ dàng xíu, chứ còn nhiều khi mà đưa mấy con mà giá nó chát lên quá thì nó khó ha. Đấy thì tình hình là như thế, máy móc zin dàn chân dàn áo nói chung là ổn, ổn trong tầm giá luôn nha anh em, ổn trong tầm giá nó cũng rất là mộc và đẹp, thì nó cũng không có trội lắm, ví dụ như mấy cái dàn chân sơn đồ này kia nó không có trội gì hết anh em ha, nó cũng rất là liền, nó rất là đẹp. Thì giá rất là mềm, 11 năm thì còn khoảng tầm chắc nó tầm 11 triệu xíu hơn xíu thì anh em lấy xe về nhé. Đấy thì xe đang có tại cửa hàng xe máy Hoàng Sáng bên Hòa Đồng Nai, anh em liên hệ giúp em 0983 533 445. Rồi em xin kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nhé.